Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Thì lời nói đầu tiên thì cho phép Phong gửi một cái lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả những ông bà cô bác đang xem video của Phong nha. Thì bữa nay là ngày 14 tháng 2 thì chắc có lẽ là những anh chị cũng biết là ngày gì hết trơn rồi, là ngày lễ tình nhân. Thì bây giờ là cũng giấc trưa thì Phong muốn sẵn là Phong đi rước bé Tí. Bé Tí bữa nay là ngày đi học đầu tiên của bé luôn. Thì hôm nay là bé học online trực tiếp ở nhà. Rồi bữa nay là nhà trường cũng tạo điều kiện là đi tới trường học để học ở đó trực tiếp luôn. Thì nhân cái ngày hôm nay thì Phong cũng muốn sẵn là đi rước bé Tí xong rồi cũng muốn mua một cái món quà nho nhỏ gì đó tặng cho vợ của Phong, người vợ yêu dấu của Phong, và cho mấy đứa nhỏ luôn. Thì mấy đứa nhỏ nó cũng thích diều á, tại lúc này bé Sâu với bé Tí thấy người ta thả diều nhiều á, cũng xin Phong quá mấy bữa nay là 4-5 ngày cũng xin hoài à. Thì sẵn bữa nay Phong không có phải mà duyên lễ tình nhân 14 tháng 2 hay như thế nào, Phong muốn mua quà hết cho gia đình Phong luôn. Thì thật sự là Phong cũng hồi đó giờ chưa có mua món quà nào mà có giá trị để tặng cho vợ Phong hết. Thì bữa nay thì Phong cũng dành cho vợ Phong một cái gì đó nho nhỏ để vợ Phong vui hơn. Thì với mà cho thật sự là Phong không biết nói như thế nào hết. Thì hồi giờ thì Phong mời ông bà cô bác anh chị em và những em nhỏ đón xem video của Phong nha. Thì xem thử ngày hôm nay là Phong sẽ mua món quà gì cho dành cho vợ của Phong nha. Rồi thôi xuất phát thôi ông bà cô bác ơi. Bữa nay là một cái ngày đầu tiên mà con của Phong đi học luôn á. Là hôm bữa giờ là học trực tuyến không à. Bữa nay là tiến hành là học ở trong trường luôn. Nhưng mà mấy bé trong đây thì cũng đeo khẩu trang rồi cũng kỹ lưỡng lắm. Học trong lớp nhưng mà đeo khẩu trang cũng bình thường á. Bây giờ là cũng giấc trưa. Bữa nay là ra lúc 10:50. Thì Phong sẵn là Phong đi rước bé Tí rồi Phong đi ra ngoài mua quà luôn của anh chị ơi. Đây ông bà cô bác xem thật sự là rất là đông luôn á. Không có lối đi luôn, tại vì một phần là do cái bữa nay là cái bữa học mà đầu tiên nên mà có thể là trong trường với mà bên phụ huynh học sinh thì không có sắp xếp cho nó giống như ngày lần đầu thì nó cũng lủng củng, nó chưa có được mà vô cái nề nếp nên là cũng rất là chật. Ở đây là kẹt xe luôn, con đường ở đây là kẹt xe luôn cô bác chị. Cái Phong đã để xe góc ở ngoài. Đây. Chỗ này là trường tiểu học Phước Lợi, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An luôn. Đây. Ô. Chào cô. Rồi chào cô, con về em về. Rồi mấy bé còn chưa về hết nữa nè. Rồi thôi hai cha con mình về nha. Đi về mua quà cho mẹ chịu không? Dạ chịu. Bữa nay con biết ngày gì không? Ngày sinh nhật hả? Không, bữa nay là ngày 14 tháng 2. Dạ. Bữa nay con đi học lần đầu tiên, con đi học vô gặp mấy bạn rồi con thấy vui không? Dạ vui. Con có khóc không? Phải vậy mới ngoan nha. Thầy thầy đấy. Mấy thầy cô đang đứng ha. Thầy á. Thầy tập thể dục hả? Thầy tập thể dục áo đỏ hả? Xin chú ra già. Rồi ra chú ơi. Rồi mẹ nè ra đi, phụ huynh nào cũng đưa cho học sinh đó. Rồi cho con da, con da. Đâu quá trời đông luôn rồi của bác. Sự là đông nghẹt luôn. Rồi coi chừng xe con, coi chừng xe. Đi bên đây nè. Đi qua đây nè con. Ông bà cô bác thấy từ góc trên kia mà xuống đây luôn, tại vì hai cái trường bên kia là trường mẫu giáo còn bên đây là trường cấp 1, bên đây trường tiểu học ở đây. Đi nè, ba dịnh lại xe không đó. Nè, đi bên đây nè, xe ba để này nè. Đi.
Đây, đi xét ở trong đi bạn ấy. Kẹ xe ba dựng kìa. Đây. Rồi leo lên nha. Rồi đông luôn. Tại vì mai là sắp xếp có khoảng thời gian giống như mỗi lớp á, là mỗi khối á, là ra có một cái khung giờ nó khác nhau á. Nhưng mà cũng rất là đông. Tại vì hai cái trường nó đối diện luôn. Rồi bé tí bữa nay đang họ học về mà ngoan quá trời ngoan luôn nè. Có vậy mới được nha. Học vô có mà cô tí ông bà cô bác ơi, cô tí cao với bự con quá, vô cho ngồi bằng chót không có được, ngồi bằng nhất rồi, ngồi bằng cuối cùng luôn. Vô có cô giáo có nói con gì không? Có. Cô giáo nói con gì? Rồi. Hôm bữa nay là ngày lễ tình nhân nhưng mà Phong sẽ mua quà cho các thành viên trong gia đình Phong luôn. Rồi. Bé tí phái con diều nào đâu? Bán diều em ơi. Có mấy heo hôm bữa bà mua heo ở đây nè tí. Quá trời heo luôn. Tội mua diều bự dữ con. Rồi con mua nhiều cá mập hả? Cá mập nhiêu con em? Dạ 35 ngàn. 35 ngàn hả? Con lấy con mập thanh. Lấy con diều gì cho em nó đi. Cho bé sâu nè. Bé sâu là con gì? Con công á. Con phụng hoàng hả? Con phụng hoàng hả gì á? Con này pháo em. Này nó ghi chữ nè anh. Ờ, phụng ba đuôi. Cho ba cho em con này đi ba. Con này cho con heo. Em cái gái này mà. Rồi lấy anh cái này. Là con lấy màu nào? Con lấy màu xanh. Lấy màu xanh. Con cầm đi, con lấy cái kia. Nên mua quà cho hai đứa con luôn nha. Em là con này, con là con này. Mua dẻo đó. Giờ cô lấy. Phong sẽ mua hai cái món quà cho hai đứa con dư dấu của Phong luôn. Mặc dù không có bao nhiêu tiền hết nhưng mà cái tình cảm của gia đình là quý. Quà của em đâu ba? Em nè, em có con phụng nè, con phụng ba đuôi nè, ba dạ. Nào nè. Của con là con cá mập. Dạ. Cô đang lấy chỉ nữa kìa. Dạ. Hôm nay bé sâu bữa nào cũng thấy người ta thả diều cũng kêu Phong mua hết trơn. Mua em thả nó bà, ba nó vớt luôn. Thôi, con em nó. Ừ, em bé. Rồi tổng cộng như con này mà em nói là 35 con này. Sao không đủ tiền trả chắc chết nó luôn á. Cảm ơn cô chủ xinh đẹp. Bình thường lại gặp ảnh không à? Dạ. Em đứng đây nè, hai thằng cu. Hai thằng cu luôn. Rồi, thôi hai cho con mình đi mua quà cho mẹ nha. Dạ. Hãy chúc kiếm gì cho bà nội. Dạ. Để quên luôn. À, dạ. Hả? Đứa lớn mấy tuổi? Nó 6 tuổi mấy á, mới học lớp 1 của em. À, của em 5 tuổi. 5 tuổi hả? Đăng ký ủng hộ anh đi Phong Nguyễn kênh YouTube Phong Nguyễn. Bữa Tết em quay chợ nhiều lắm. À, đi đi tiếp. Đi thôi. Chúc phát thôi. Chúc phát. Ba bỏ đây lại chờ. Chúc ba mua cái món quà kia rồi về rồi con không có nói mẹ nha. Dạ. Hứa nha, về đừng có nói mẹ, mẹ biết là mẹ không bất ngờ á. Dạ. Rồi leo lên nè. Con đi mua cái đồ cho mẹ đây. Đây con đi về. Rồi. Mẹ cô. Phong sẽ mua chiếc nhẫn cho nhỏ để ngày 14 tháng 2 để tặng cho vợ Phong, tặng cho mẹ nha. Dạ. Phong hay mua chỗ vàng ở đây đây. Đây. Mà hay mua mà nói có tiền đâu mua. Dạ.
Anh này trong 18 hả chú ha? Dạ dạ. Đâu con thích cái nhẫn nào đâu con lựa cho mẹ con đi. Dạ. Đâu? Cái ở trong kia. Trong kia hả? Anh à. Chọn cái bông hoa nhỏ nhỏ. Bông hoa nhỏ nhỏ ha. Bông hoa mà có màu tím tím ở trong á. Đó. Đây. Bây giờ Phong sẽ lựa cho vợ Phong một cái chiếc nhẫn thật là đẹp luôn. Để lựa. Giờ hai cha con Phong đang nghiên cứu. Biết chiếc mà đưa. Hả? Nó nghiên cứu chiếc bên đây nè, đẹp rồi con. Con biết là bông hoa vợ sao? Con đeo cô. Con đi có sai không? Dạ không, mua bất ngờ đâu có sai. Con Con từ Úc con là vừa vợ con á. Con tại Úc của con là vừa vợ hả? Đây, cô chủ xinh đẹp đây. Cô chủ tiệm vàng kim lộc. Kim lộc và đen. Ý cho gì? 14 tháng 2 là lễ tình nhân á con, nhưng mà tặng vợ con làm kỷ niệm. Đó giờ không có mua cho vợ con gì hết trơn. Dạ cho nó. Hôm nay nó cô đeo thường hay là đi đâu đeo? Dạ, ở nhà hay đeo á cô. Đeo ở nhà đi. Nhỏ nhỏ cũng được rồi, kỷ niệm thôi. Không có tiền. Thấy mấy chiếc đây cũng đẹp quá cô ha. Này, chiếc nào cũng đẹp quá trời. Chiếc nào? Thích nào? Thôi tí thích chiếc nào tí. À, chiếc đó cũng đẹp quá cô. Chiếc đó được đó ha. Dạ. Chiếc này được mà. Đây đây. Đây, dội dội cho ba thử. Dạ, chắc được à. Cô hỏi con kìa, con học lớp mấy? Con học lớp 1, con học lớp 6. Lớp 1 mới, bữa nay mới đi học luôn con. Thử đây có vừa không? Dạ, chắc vừa, mà con để chiếc nào lên. Chắc vừa mà. Nhẫn nhầm đẹp quá. 15, 18, 7, 15, 87, 87, 7, 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Bây giờ Phong mới mua vừa xong rồi. Cô chủ cũng đang tính tiền cho Phong. Ủa cái hộp đẹp ghê luôn. Cái hộp quá là dễ thương luôn. Nè. Đó. Thấy thích không? Về đừng có về đó chưa tới cổng mà nói mẹ biết nha, ba tạo bất ngờ nha. Mốt con ngoan đi rồi ba mua quà cho. Đi học nghe lời cô thầy cô nha. Đây ông bà cô bác gần khu vực chợ Gò Đen á, ra ngay chỗ Kim Lộc. Có ông bà chủ rất là dễ thương, buôn bán rất là vui vẻ. Nè, cảm ơn nha, này là bớt 20 ngàn rồi đó. Bớt 20 ngàn đó. Chín năm chục thôi rồi. Đó, hôm quay các bạn giá luôn. Bữa nay là ngày 14 tháng 2 năm 2022. Vàng bữa nay là mua vào là 5.270.000, còn bán ra là 5.370.000. Đó. Đó, Phong quay là ông bà cô bác thấy là ra đây là đi trúng tiệm Kim Lộc với trúng cô chủ này là chính xác luôn. Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn. Chúc cô luôn thành công, nhiều sức khỏe, bình an. Dạ. Rồi con chào chú luôn nha. Chào chú dễ thương. Dạ. Đây có cái lồng kiến đẹp quá. Dạ, con Phong Nguyễn. Dạ. Dạ. Dạ, con chào cô. Bé tí nè, lại chào bà đi con. Con chào ông kìa, quên đó, ông ngồi. Rồi, thôi hai cho con mình về. Dạ. Rồi hai cho con mình xích khoát nha. Bỏ cái túi. Bỏ cái túi gì vậy ba? Bỏ cất đà kỹ. Về nhớ là không có nói cho mẹ biết nha. Dạ. Thôi bà bỏ cúp xe để nó vớt. Dạ. Đi nãy cái tay giờ hè chưa kịp cắt con tay.
Cũng bình thường anh ơi, năm nào cũng giống như năm nấy à. Rồi, sao mà anh chị lâu làm lại quá vậy? Dạ. Lấy anh chục cái đi ủng hộ đầu năm. Bên hình như là bữa nay là bữa bán đầu tiên của anh phải không? Ba bữa hả? Sao hôm bữa nay em chạy không thấy? Dạ. Rồi lấy em chục cái đi. Con đi học về hả? Dạ, bữa nay nó đi học ngày đầu tiên. Ở ngay trường tiểu học Phước Lợi nè anh. Không, em nhờ người quen bên đây nè giúp giùm. Hai mẹ Phong phải ăn bánh tiêu dữ lắm, đặc biệt ở đây là bánh tiêu rất là ngon, chiên cũng ít dầu nữa nhưng mà nó thấm, nó giúp nó ngon. Rồi rồi, cảm ơn anh chị nha. Thôi, em đi luôn anh ơi, em đi luôn nha anh. Rồi rồi, ba chị rồi, có quà cho bà nội nữa tí. Dạ không sao đâu chị, rồi gia đình mình đủ quà hết rồi nha chị ơi. Hiện tại thì Phong với bé Tí cũng mới chạy vừa gần tới nhà rồi, sự là thấy cũng rất là vui luôn á. Em đang ở nhà tới hứa bé sau nè, diều của con nè, trời ơi cha, diều của bé sau đây, có quà cho sau nè. Wow, có diều wow. Diều con ngon quá à. Trời, diều con ngon quá à. Đây thì bé sâu sao đây. Cảm ơn ba. Hả, con diều của con nè. Diều con nè, con Phụng nè. Còn diều cá mập 42 dây, nhợ, nhợ chưa thả. Thôi, bé sâu ngoan không mới cho. Ở nhà Phong, đang lặt hẹ nè ông bà cô bác ơi. Đây. Rồi bé sau hung ba đi rồi ba cho nhiều. Ba cho con nè. Ba sau. Mong ba. Nay nhiều ba. Nhiều là của anh hai. Con nhiều chân. Hung ba cái nữa đi. Hung ba cái nữa đi. Ủa dớt. Nó không nên nãy. Con hút qua cái nữa mà mới cho. Tức. Trời đã ghê không. Rồi bé Tí nè. Rồi bé Tí nè, ba cho bé Tí nè. Dạ, cảm ơn ba. Rồi. Nhớ học ngoan nha. Rồi, thấy quần nhỏ nè con. Tháo khẩu trang, với nón nha. Hey, con dẹp đây đi, rồi chừng nào ba rảnh đi ba ấy dìu hai đứa thả. Đây đây, con cất vô chổng đi. Rồi cất vô nhà nha. Anh hai cất cho em kìa. Chừng nào ba thu xếp xong rồi mới thả được nha. Rồi ông bà cô bác thấy bé sâu cũng mừng. Nó xin Phong thả diều, mấy bữa nay mua diều về thả cũng 4-5 ngày. Thưa bà nội nữa kìa. Mẹ nữa. Rồi. Trời ơi, ba chở con mà thương nữa. Mà đang ý lúc em bà trong sao? Anh bà kia. Đó, giờ ông bà ấy bà hẹ. Phong mới đi rước bé Tí về.
mà dao cũng chỗ dao người ta điện hối quá trời. Trễ giờ đi chừng quá tí. Đi nha. Con đi bán mới về. Bánh tiều nãy giờ mới ăn nè. Ông bà cô bác xem cái đồng hồ bữa nay nó bị sự cố luôn, hết nó quay luôn. Ăn ngáp luôn à. Đây món quà 14 tháng 2 cho mẹ đó. Đây ít tiền. Đây hồi nãy giờ Phong bán được bao nhiêu tiền đây? Em à. Ông bà bán tiêu. Mẹ Phong bây giờ đuối rồi, giờ nằm luôn. Nằm sẽ lai. Nằm sẽ lai. Còn vợ Phong thì đang đút cho bé Su uống sữa. Đó. Vợ Phong khờ luôn rồi. 14 tháng 2 mà khờ luôn rồi. Cười với mỉm nữa. Tập trung. Này khờ queo, queo râu rồi. 14 tháng 2 không có tặng chồng gì không? Ủa đáng lẽ anh tặng em ấy chứ là như là tặng anh. Ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân người ta đó. Tình nhân là tình cần. Nhân là phải cho qua cho lại á. Bé Su dòm. Nó bé Su nói sao mẹ không tặng quà cho ba rồi đó. Đó đúng rồi thấy không? Quéo quéo tay là đúng rồi đó. Lễ tình nhân á là ngày 20 ủa ngày quốc tế phụ nữ gì đó. Là nó dành cho phụ nữ, còn này lễ tình nhân là tặng quà tặng lợi. Đúng không Su? Đúng Su cười coi. Su cười cái coi. Su ơi. Nè. Mẹ. Mẹ tự nhiên cười. Ủa? Cười. Tự nhiên gắn cục này. Còn cục kia đâu? Nè. Gắn cho em. Gắn cho em cá. Đưa con cục ấy.